Sống trong thực tại Tác giả Thầy Viên Minh Chương 5 Nhiệt tâm cần mẫn Không buông theo ngã dục Luôn tùy thuận pháp hành Đó chính là tinh tấn Tích cực sống nhiệt thành Thầy Viên Minh một Nhóm bốn pháp như ý Làm việc gì Chúng ta cũng cần có sự cố gắng Chuyên cần, siêng năng, nỗ lực hăng hái, nhiệt thành vừa đủ để thực hiện công việc đó. Nếu không, chúng ta sẽ không thể hoàn thành bất cứ việc gì dù dễ hay khó. Thái độ tiêu cực, lười biếng, buông xuôi, chỉnh mãn, phóng dật hay nhắm mắt đưa chân đều là đầu mối của sự thoái hóa, sa đọa, suy đồi và thất bại trong mọi lĩnh vực. Tích cực hay cần mẫn chính chắn đúng mức được gọi là chánh tinh tấn, một trong bốn yếu tố quyết định để hoàn thành mọi việc. Thứ nhất, nguyện vọng chính đáng. Thứ hai, tinh cần đúng mức. Thứ ba, chuyên chú nhất tâm. Thứ tư, thông hiểu xử lý của tiến trình thực hiện. Đầy đủ bốn yếu tố này, chúng ta có thể thực hiện thành công bất cứ việc gì, dù khó đến đâu, nên được gọi là bốn pháp như ý. Giả sử chúng ta luôn ấp ủ một nguyện vọng chính đáng, và đã hiểu biết thành thạo sự việc mà thiếu nỗ lực thích ứng thì cũng không thực hiện được nguyện vọng một cách như ý được trong thiền vipassana chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố cốt lõi nhưng nếu thiếu tinh tấn thì vẫn không đủ lực để thể hiện giác niệm một cách đúng mức cần thiết cho sự soi chiếu trung thực thứ hai tìm hiểu về chánh tinh tấn như con dao hai lưỡi tinh tấn tự nó là trung tính nhưng khi ứng dụng vào hành động của thân tâm thì nó quyết định mức độ đúng sai thiện ác tinh tấn thích ứng vừa đủ là đúng tinh tấn yếu kém hay dư thừa là sai nỗ lực tùy thuận pháp là đúng nỗ lực tùy thuận ngã là sai siêng năng trong điều lành là thiện hằng hái trong việc ác là bất thiện vì vậy mới có chánh tinh tấn và tà tinh tấn mặc dầu nhiệm vụ của chánh tinh tấn là ngăn ngừa và từ bỏ điều xấu ác pháp bất thiện đồng thời gieo trồng và phát triển điều tốt lành pháp thiện nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải cố gắng trừ khử điều ác một cách chủ quan và phát triển điều lành theo quan điểm luân lý nào đó hay quan niệm đạo đức của riêng mình. Vì định nghĩa rốt ráo nhất của chánh tinh tấn là không buông lung theo ý đồ ảo tưởng của bản ngã, mà chỉ tinh tấn sống thuần theo nguyên lý chân thực của Pháp. Bao lâu chưa thấy bản chất thật của thiện ác đúng sai mà nỗ lực hành động theo quan niệm đạo đức sẵn có, thì chúng ta vẫn còn bị dính mắt hay ý lại vào khung sáo. Như vậy, đâu phải là chánh tinh tấn dù chúng ta có cố gắng rập khuôn đúng mẫu mực đạo đức nào đó thì vẫn hàm nghĩa lười biếng vì sâu trong tiềm thức chúng ta có khuynh hướng bắt chước theo khuôn mẫu có sẵn dễ hơn là tự mình khám phá ra bản chất thật của thiện ác đúng sai một cách độc lập và sáng tạo Giống như khi bạn đi trên đường phẳng phiêu đã dọn sẵn thì bạn đâu cần phải dọ dẫm thần trọng từng bước chân. Nhưng đồng thời, bạn cũng dần dần đánh mất khả năng sáng tạo và tinh tế để khám phá những chuyển biến bất ngờ. Vậy khi chọn cho mình một phương pháp an toàn, một tư thế chuẩn bị để thấy vô thường, thì lúc đó vô thường đã được định hình trong ý niệm, chứ không còn là vô thường trong tự thân của nó. Vậy, tinh tấn chính là bạn cần phải đối diện với sự thật vô thường trong đời sống tự nhiên chứ không phải tìm cách lẩn tránh vô thường thực tế để cố gắng tìm kiếm vô thường qua trung gian một trạng thái thiền đặc biệt nào đó vì vô thường này chỉ là phóng chiếu sự tưởng tượng của bạn phỏng theo khái niệm đã được mô tả trong sách vở không phải là bản chất vô thường thật sự trong thực tại sống động đó là lý do vì sao trong trạng thái thiền thì bạn thấy vô thường nhưng khi ra khỏi trạng thái thiền thì phóng ảnh vô thường ấy cũng biến mất luôn chỉ còn lại trong ký ức bạn một khái niệm vô thường không thực ba thần trọng khi tin tấn bạn cần khám phá xem mình đang tin tấn như thế nào và vì mục đích gì không phải lúc nào tin tấn cũng đúng dù tinh tấn để hỗ trợ chánh niệm tỉnh giác. Vì khi giác niệm sai hoặc không chính xác thì càng tinh tấn càng tệ hại hơn. Trong trường hợp này, tinh tấn chỉ uổng phí công sức và thời gian vô ích mà thôi. Nhiều hành giả than phiền rằng họ đã hết sức tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để diệt trừ sân hận nhưng thất bại. Người khác hành thiền rất mực tinh tấn để mong đạt được các bậc tuệ mà vẫn không thành công tại sao lý do là vì họ đã tinh tấn sai lầm áp dụng giác niệm sai lầm và hướng đến mục đích sai lầm những người này tưởng mình đang tinh tấn chánh niệm tỉnh giác theo thiền tuệ vipassana nhưng thực ra họ đang nỗ lực tầm tứ theo thiền định mà thậm chí còn là tà định nữa thiền vipassana có mục đích thấy ra bản chất thật của thực tại thân tâm cảnh chứ không phải là cố gắng loại trừ hay đạt được điều gì cả tinh tấn một cách chủ quan theo tư ý của mình là sai lầm thứ nhất tinh tấn với một mức độ không thích hợp quá nhiều hoặc quá ít là sai lầm thứ hai và tinh tấn với mục đích loại trừ điều không thích hoặc đạt được điều ưa thích là sai lầm thứ ba. Nếu mắc phải ba sai lầm trên, dù bạn có tinh tấn đến đâu đi nữa cũng không thể thấy ra được thực tánh pháp, mà chỉ bành trướng thêm cái ta tham ái và tà kiến mà thôi. Ý chí thúc đẩy bạn tinh tấn để loại trừ trạng thái sân, lại chính là một thái độ sân. Như vậy chẳng khác nào đổ dầu để dập lửa. Theo cách đó, bạn càng tinh tấn càng tạo ra xung đột nội tại trong xung đột này dù thắng hay thua thì thực ra bạn vẫn thất bại vì chỉ tạo điều kiện cho phiền não khổ đau gia tăng áp lực mà thôi giống như khi bạn ép một trái bóng càng mạnh thì không khí bên trong càng gia tăng áp lực vậy tại sao bạn phải tiêu hao năng lực để chống lại cái không thích tức sân khi nó chính là cơ hội tốt giúp bạn thấy ra chính mình. Thấy ra bản chất của tâm trạng không vừa lòng, mà đằng sau đang ẩn giấu cái tà nguy hiểm. Mặt khác, tinh tấn để đạt được điều ưa thích là phục vụ cho lòng tham. Lúc đó, càng tinh tấn, càng tạo ra lực hướng ngoài lớn hơn. Thế rồi, chính sự hướng cầu bên ngoài này làm bạn tiêu hao và phân tán năng lực. Trong lãnh vực này, một lần nữa bạn lại thất bại vì đã tạo thêm điều kiện cho khổ đau phiền não gia tăng. Vì vậy, bao lâu còn chưa thấy ra sự thật, thì mọi nỗ lực phản ứng vội vàng của bạn chỉ làm cho sự việc rắc rối và tồi tệ hơn thôi. Giống như gỡ một đống chỉ rối mà không thấy ra đâu là đầu dây mối nhợ, thì càng cố gỡ càng làm cho nó rối bời thêm. Thứ tư, nghĩa phủ định về tinh tấn. Tinh tấn là không buông xuôi, không lơ là, không lười biếng, không tiêu cực thụ động vân vân. Nói cụ thể chính xác là không buông lung phóng dật theo ý đồ của cái ta ảo tưởng. Vậy chỉ nên hiểu tinh tấn theo nghĩa phủ định, vì những nghĩa xác định như cố gắng, nỗ lực, siêng năng, cần mẫn vân vân. Dễ bị hiểu lầm theo kiến thức của mỗi người rồi ứng dụng chủ quan theo một kiểu mẫu sai lầm mức độ tinh tấn phải thích ứng với từng trường hợp khác nhau nếu không đủ minh mẫn bén nhạy tự nhiên để tùy cảm nhi ứng thì nỗ lực chỉ phí công vô ích mà thôi thông thường chỉ cần chúng ta không buông xuôi giải đãi tiêu cực thì sau đó chính tinh tấn sẽ tự điều chỉnh mức độ cần yếu theo luật vận hành tự nhiên của pháp Ví dụ, khi lên hay xuống dốc, khi qua đường lầy lội hoặc gồ ghề vân vân Sự nỗ lực của bạn tự biết điều chỉnh mức độ thích ứng như thế nào cho từng bước chân theo phản xạ tự nhiên mà không cần ý chí của bạn can thiệp vào một cách chủ quan. Những người khôn khéo chơi lướt sóng, biểu diễn xiết, thả bè trên thác vân vân đều biết học cách thuận ứng theo phản xạ tự nhiên hơn là gắn gượng sử dụng công sức theo phỏng đoán của mình. Giống như khi bạn ngồi xe ô tô đi qua một đoạn đường đèo quanh co hiểm trở để khỏi ngã, tất nhiên bạn phải vịnh vào một điểm tựa nào đó. Nhưng nếu bạn cố ghi nắm tay quá chặt thì sớm muộn gì bạn cũng sẽ không còn sức để nắm vững được nữa. Vì vậy, bạn chỉ cần ngồi thoải mái để tay thư thả tự nhiên thì khi xe qua khúc quanh, tay bạn sẽ tự động nắm vào chỗ bình vừa đủ để không bị ngã, mà không mất sức hay bị tê cứng. Những gì bạn cần là yếu tố tự tin, nhẫn nại, trầm tĩnh, chánh niệm tỉnh giác, vân vân để thấy sự tinh tấn của thân tâm bạn tự thích ứng như thế nào hơn là cố gắng dụng công một cách chủ quan theo ý chí của bạn. 5 các đối cực với tinh tấn, tinh tấn thiếu định tĩnh dẫn đến tình trạng bồn chồn dao động; định tĩnh thiếu tinh tấn đem lại trạng thái thụ động hôn trầm; tinh tấn thiếu trí tuệ phát sinh kiêu căng ngã mạn; trí tuệ thiếu tinh tấn sẽ rơi vào thái độ lãnh đạm thờ ơ; tinh tấn thiếu đức tin chỉ là nỗ lực của cái ta ảo tưởng; đức tin thiếu tinh tấn là ý lại vào năng lực bên ngoài, vân vân. Vì vậy, tinh tấn cần được hòa hợp với những yếu tố khác trong chánh niệm tỉnh giác, một cách cân đối tự nhiên mới phát huy được hiệu năng tốt nhất. Có một vị tăng sau khi xuất gia đã hết sức tinh tấn hành trì nhưng không đạt được kết quả mong đợi. Vị ấy vô cùng thất vọng, chán nản, xin phép Đức Phật từ bỏ đời sống xuất gia trở về thế tục. Phàn nàn rằng giáo pháp của Ngài không đem lại lời lạc nào. Nhưng đó, Đức Phật dạy, không nên quá tinh tấn, dù với mục đích chính đáng, huống chi chỉ vì mục đích vọng cầu. Quá nhiều tinh tấn hay quá nhiều buông lung đều là những thái độ sai lầm. Ví như sợi dây đàn quá căng hay quá chùng không thể phát ra âm thanh du dương trầm bổng nỗ lực đạt được một điều kiện lý tưởng ở tương lai luôn đi kèm với nỗ lực loại trừ điều kiện không vừa lòng trong hiện tại nghĩa là bạn bị rơi vào tình trạng mâu thuẫn đối kháng giữa cái đang là và cái sẽ là điều này chỉ tạo ra áp lực thời gian tâm lý và một sự căng thẳng do nỗ lực của ý chí muốn mau chóng loại cái này để đạt được cái kia nếu không đạt được kết quả như ý thì bạn tự trút lấy thất vọng, chán chường, khổ đau, phiền muộn. Còn nếu đạt được mục đích như ý thì bạn càng gia tăng ngã mạn, kiêu căng vì cho rằng đó là kết quả do nỗ lực của mình. Nhưng sớm muộn gì bạn cũng sẽ nhàm chán những thành tích đạt được bởi vì cái gì có sinh tất có diệt và cái gì có được từ tham cầu thì không bao giờ thỏa mãn nên lòng tham ái sẽ tiếp tục nỗ lực tìm cầu cái chưa có. Một khi đã có khát vọng để tìm cầu và đã có sự đắc để bám níu, thì bạn đã tự mình trói buộc vào thời gian và bản ngã, không còn khả năng đối diện với sự thật vô thường đang diễn ra tại đây và bây giờ. Biến dịch vốn là để hanh thông, bỗng nhiên trở thành chướng ngại do tham cầu của bản ngã. Thực ra, mọi thành tựu đều do Pháp vận hành, không phải đạt được nhờ ý chí cá nhân. Nỗ lực cá nhân thường chỉ gây trở ngại cho tiến trình vận hành của Pháp mà thôi. Chính nỗ lực hăng say và ý chí cuồng nhiệt này làm tiêu hao năng lực vốn đủ để sống một đời sống tùy duyên thuận Pháp, vô ngã vị tha, đầy nhiệt tâm cần mẫn. Công năng của chánh tinh tấn trong kệ ngôn Thamapata 21 tức Phật dạy không buông lung là sinh lộ phóng dật là tử lộ và trong kinh Akutara Nikaya Ngài nói rõ hơn ta không thấy một pháp nào khác vân vân có thể đưa đến lợi ích lớn như tinh cần, tinh tấn, vân vân. Do pháp ấy, các pháp thiện chưa sinh được sinh khởi các pháp bất thiện đã sinh được đoàn tận. Vì vậy, khi tinh tấn đúng chỗ, đúng lúc, chính xác và phù hợp với hoàn cảnh, thì nó sẽ thể hiện được bốn công năng chính. Ngăn ngừa pháp bất thiện chưa sinh. Ngăn ngừa không phải là chờ pháp bất thiện đến, rồi cố gắng trận đứng lại, không cho nó sinh khởi. Mà khi bạn tinh tấn đúng, tốt, thì các pháp sai xấu không thể sinh lên. Giống như khi ngọn đèn tỏa sáng thì bóng tối không thể đến được. Đoạn trừ pháp bất thiện đã sinh. Đoạn trừ cũng không có nghĩa là nỗ lực tiêu diệt pháp bất thiện đã sinh. Mà khi tinh tấn đúng thiện pháp thì pháp bất thiện tự rút lui. Giống như khi mặt trời lên thì bóng đêm tự tan biến khởi sinh pháp thiện chưa sinh điều này rất dễ hiểu lầm nên nhiều người cố gắng tập luyện để sở hữu được những phẩm chất đạo đức hay làm nhiều thiện sự để có nhiều công đức thực ra khi tâm không còn bị pháp bất thiện chiếm giữ thì pháp thiện sẽ tự khởi sinh một cách tự nhiên chứ không phải là kết quả nỗ lực của bản ngã phát huy pháp thiện đã sinh như chúng ta vừa nói trên thiện pháp tự sinh và khi không còn bị che lấp bởi pháp bất thiện của cái ta ảo tưởng thì thiện pháp sẽ tự phát huy diệu dụng viên mãn chứ không phải do bản ngã dụng công phát triển bốn công năng này không phải được thực hiện riêng rẽ mà thường tiến hành cùng lúc nghĩa là khi một trong bốn công năng dẫn đầu thì ba công năng kia cũng tự động có tác dụng ví dụ khi tâm đang tinh tấn phát huy lòng tự ái thì các thiện tam sở tương ứng liền cùng phát sinh khởi sinh pháp thiền chưa sinh đồng thời tâm sân tự biến mất đoạn trừ pháp bất thiện đã sinh và tâm sân không thể sinh khởi trở lại khi tâm từ đang hiện diện ngăn ngừa pháp bất thiện chưa sinh chính sự tinh tấn này duy trì và phát huy tâm tự vô lượng phát huy thiện pháp đã sinh ngoài ra chánh tinh tấn còn giúp chúng ta dễ thành công trong mọi lĩnh vực người tinh tấn không thối chí nản lòng nên không bỏ cuộc nửa chừng vì vậy họ dễ dàng đạt được mục đích của mình thêm bạn bớt thù tinh tấn là loại bỏ điều ác làm những hạnh lành nghĩa là luôn sống lợi mình, lợi người, nên gieo ân nhiều hơn kết oán. Thân tâm an lạc, người siêng năng luôn năng động, phấn khởi, tích cực, không rơi vào tình trạng trì trệ, buông xuôi, tiêu cực, không dễ sinh buồn phiền, chán nản, hay sai sưa nghiện ngập, vì vậy luôn tự tin và hoan hỷ. Danh thơm tiếng tốt, Người tinh tấn luôn vượt trội hơn giữa những người yếu đuối, giống như con ngựa khỏe giữa đám ngựa yếu gầy. Vì vậy, dù không cần danh vọng địa vị, họ vẫn giữ được trồng vọng hơn người. Hỏi, con hành thiền Vipassana phải thường tinh tấn giác niệm để loại trừ tham sân. Bây giờ thầy nói tinh tấn như vậy có thể sai, làm con hoang mang không hiểu vì sao, đã là tinh tấn giác niệm mà lại còn có thể sai được. Đáp, dĩ nhiên, tránh tinh tấn, tránh niệm và tỉnh giác không sai. Nếu thực hiện đúng, đó là những yếu tố quyết định cho sự giác ngộ giải thoát. Nhưng khi bạn ứng dụng những yếu tố này với thái độ không đúng, mục đích không đúng thì chỉ mang lại phản tác dụng mà thôi thế nào là mục đích và thái độ sai khi bạn tinh tấn với ý định muốn diệt tham sân thì ý định đó cũng là một kiểu tham sân khác như vậy ngay từ đầu tinh tấn bị thúc đẩy bởi động cơ tham sân đã là thái độ thất niệm rồi làm sao có thể gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác được có thể bạn đã hiểu lầm lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ Niệm Xứ. Ở đây, chế ngự tham sân ở đời, vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, quán thọ trên các thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Cho nên bạn đã tinh tấn với ý định diệt trừ tham sân. Nhưng lời dạy này ám chỉ rằng trong khi quán chiếu bạn không được để cho tham hay sân xen vào che lấp cả chánh niệm tỉnh giác lẫn đối tượng nếu bạn quán chiếu vì thích hay ghét đối tượng thì bản ngã đã xen vào ngăn che sự thấy biết trong sáng của bạn trong khi mục đích của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là phát hiện ra cấu trúc của bản ngã cùng với những hoạt động tào tác ngăn che thực tánh pháp chứ không phải để khước từ pháp này hay nắm bắt pháp nọ theo ý đồ của bản ngã tham sân bởi vì đó không phải là tinh tấn trong chánh niệm tỉnh giác mà là trong thất niệm bất giác và tinh tấn trong thất niệm bất giác dĩ nhiên là sai vì làm thế nào mà tham sân lại hoại trừ tham sân được khi nói tinh tấn giác niệm để diệt trừ tham sân thì thực ra bạn đang cố gắng tầm tứ hướng tâm vào sự tập trung theo cách thiền định chứ không phải thiền vipassana nên không thể nào thấy được thực tánh thái độ giác niệm đã không đúng thì vô tình làm phương tiện cho bản ngã mà thôi giác niệm mà đa số thiền giả thể hiện là theo kiến thức chủ quan và giới hạn trong phương pháp của một thiền sư hơn là ý cứ trên thực tại khách quan. Thật là một nhầm lẫn tai hại biết bao. Hỏi một Chánh kiến, tránh tư duy và tránh tinh tấn. Cố gắng loại trừ điều xấu, trao dồi điều tốt là lý do tu hành chính đáng sao gọi là tham sân được. Đáp Lý do chính đáng nhưng thái độ và động tác thực hiện sai thì bạn vẫn không đạt được mục đích. Giống như bạn thêm dầu để chữa cháy là đúng hay sai. Cũng vậy, bạn không thể loại trừ điều xấu bởi tham hay sân được. Nói vậy không có nghĩa là cứ để mặc cho thói hư tật xấu phát triển tự do, chẳng cần cải thiện gì cả. Vì như vậy lại rơi vào buông xuôi phóng vật. Nếu như một bộ phận nào đó trong ô tô của bạn bị hỏng, dĩ nhiên là bạn phải sửa chữa hoặc loại bỏ nó đi và tìm mua một cái mới để thay vào. Nhưng trước tiên, bạn hay người thợ máy phải thấy biết chính xác chỗ thật sự cần sửa, đổi mới được. Khi bạn cố gắng loại trừ điều xấu, trao dồi điều tốt, trao dồi điều tốt do thấy biết đúng, đó là nỗ lực thuần pháp chứ không phải tham sân. Nhưng khi bạn cố gắng một cách chủ quan, thiếu thấy biết đúng để loại trừ điều xấu, trao dồi điều tốt, thì bạn chỉ làm cho vấn đề phức tạp thêm theo quan niệm thiện ác của bạn. Giống như người cứ cố uống thuốc để chữa bệnh nhưng không biết rõ bệnh mình cũng không am tường về thuốc thì không phải tự hại mình sao? Hỏi 2 nội lực tự sinh và chánh tinh tấn. Khi tôi tập luyện yoga hay thực hành thiền định, tất nhiên tôi phải cố gắng điều hòa hơi thở và tập trung tâm ý. Sự cố gắng ổn định hai yếu tố như vậy là để phát triển năng lực sao có thể gọi là tiêu hao năng lực được? Đáp. Có hai loại năng lực. Một là nội lực tự sinh. Năng lực này ẩn tàng và bình sinh dường như không có dấu vết nên không cần giữ gìn phát triển. Tuy nhiên khi cần, nó sẵn sàng đáp ứng vô hạn mà không bao giờ bị hao tổn. Hai là năng lực thủ đắc do khổ công rèn luyện. Năng lực này có giới hạn tùy điều kiện nên phải kiên trì gìn giữ, phát huy mới không mai một. Nhưng khi đem ra sử dụng thì nó rất dễ bị tiêu hao và cạn kiệt trong trường hợp thứ nhất một sự cố gắng chủ quan do tham vọng đạt được năng lực có thể chỉ cản trở tính linh hoạt của nội lực tự sinh năng lực này chỉ đến khi tâm bạn lặng lẽ rỗng sang theo nguyên lý điềm đạm hư vô chân khí tùng chi vì vậy bạn phải thận trọng xem lại việc luyện tập yoga hay thiền định của bạn có thật sự là một nhu cầu tự nhiên hay chỉ là ý muốn chủ quan của bản ngã. Trong trường hợp thứ hai, năng lực có thể đạt được nhờ khổ luyện với điều kiện, bạn phải nỗ lực đúng và nhận thức đúng về sự tương quan vận hành của thân tâm. Nếu không, bạn sẽ chỉ tiêu phí năng lực vô ích. Tất nhiên, cố gắng phát triển năng lực loại này, bạn có thể thành công. Nhưng năng lực nhân tạo này sẽ dễ dàng bị tiêu mòn ngay nếu bạn ngưng khổ luyện hơn nữa bạn phải sử dụng một năng lực để thủ đắc một năng lực mà bạn kỳ vọng rồi lại phải mất một năng lực khác để duy trì phát triển năng lực đã đạt được như vậy có nghĩa là để đổi lấy năng lực bạn mong muốn thì bạn phải hao tổn năng lực của mình đúng không vì vậy luyện công có vẻ như gia tăng công lực nhưng đồng thời cũng chính là đang tiêu phí năng lực giống như một võ sĩ vận lực tung ra một cú đánh mạnh bao nhiêu thì cũng tiêu hao bấy nhiêu công lực nên đánh càng lâu anh ta càng thấm mệt nội lực từ sinh vốn vận hành một cách tự nhiên tạo ra sự sống linh động hài hòa hanh thông bất trệ đã bị phá hỏng bởi chính những nỗ lực chủ quan của chúng ta phát xuất từ bất mãn tham vọng và vô minh tà kiến của cái ta chấp thủ nếu bạn tập yoga hay thành thiền định như một cố gắng của cái ngã tham vọng thì bạn sẽ đạt được năng lực hữu hạn nhưng khi bạn thực sự chánh niệm khách quan và vô tư thì tinh tấn của bạn sẽ tùy cơ ứng biến một cách tự nhiên vì vậy bạn không cần gắng sức mà tâm ý tự định tĩnh năng lực tự điều hòa đó mới chính là yoga thiền định đích thực và vô ngã hỏi ba hoàn thiện bằng trí tuệ phải chăng nói thế có nghĩa là mọi ý chí rèn luyện tu tập cho tương lai tốt đẹp hơn hay để hoàn thiện chính mình đều sai đáp không phải tất cả tuy nhiên nếu chúng ta tự hỏi ai mong muốn một tương lai tốt đẹp Ai hy vọng hoàn thiện chính mình thì liệu câu trả lời sẽ là gì? Bạn có đủ can đảm để đối mặt với sự thật này không? Phải chăng luôn có cái ta ẩn núp bên trong thúc đẩy bạn thực hiện ý đồ của nó? Nếu vậy, càng đạt được nhiều sợ đắc, cái ta của bạn càng kiên cố hơn, để rồi chính cái ngã hoàn thiện đó trói buộc bạn chặt hơn trong luân hồi sinh tử làm thế nào bạn thoát khỏi hệ lụy này. Ý chí hoàn thiện có thể chỉ là chiêu bài của tham vọng cầu toàn, mà thực chất chỉ là ảo tưởng, đứng núi này trong núi nọ mà thôi. Vì vậy, nỗ lực loại bỏ cái này, chiếm hữu cái kia trong sự chọn lựa chủ quan, chỉ là sự vẽ vời của cái ta không ngừng vọng động. Nếu tu tập là chiếu soi, khám phá thực tại để hóa giải cái ta ảo tưởng cùng với toàn bộ quy trình vận hành của nó thì dĩ nhiên không sai và nếu rèn luyện là kỹ thuật đáp ứng những nhu cầu cần yếu hay điều chỉnh những vấn đề thiết thực hiện tại thì hoàn toàn đúng ví dụ như khi bạn bị đau lưng bạn nên tập thể dục để điều chỉnh thì tốt hơn nhưng nếu nỗ lực rèn luyện để đáp ứng tham vọng của bản ngã thì chắc chắn là sai rồi. Có ba khuynh hướng hoàn thiện chính mình. Khuynh hướng tinh tấn bao gồm những người dựa vào nỗ lực cá nhân để hoàn thiện chính mình, nhưng phải mất một thời gian rất dài để giác ngộ vì khó mà hóa giải được chấp thủ cái ta và của ta trong sự hoàn thiện ấy. Khuynh hướng đức tin bao gồm những người đặt niềm tin vào sự chỉ dẫn của bậc thầy để hoàn thiện chính mình vì dựa vào niềm tin nên dễ ý lại vào tha lực nhưng không tự đắc về nỗ lực cá nhân của mình nên ít bị ý niệm ta và của ta chi phối do đó sẽ giác ngộ nhanh hơn khuynh hướng trí tuệ bao gồm những người dựa vào thấy biết khách quan để quan sát quán chiếu thực tại ta tà khám phá thực tánh của các pháp nên dễ dàng phát hiện ra bản chất vô ngã trong sự hoàn thiện vì vậy họ dễ giác ngộ nhất hỏi xin lỗi có phải vì sợ rằng nỗ lực là công cụ của bản ngã mà phần lớn các nước theo phật giáo đều nghèo trong khi các nước phương tây nhờ nỗ lực cầu tiến mà văn minh giàu có đáp đây là một vấn đề khá tế nhị và nhạy cảm không thể đánh giá hời hợt qua hiện tượng bên ngoài thực ra nghèo khó không chỉ dành riêng cho những nước châu á theo phật giáo mà nhiều nước châu phi không theo phật giáo còn tệ hại hơn nhiều ngay cả ở trong các nước âu mỹ phồn thịnh cũng có không ít giai cấp bần hàn cơ cực phật giáo không khuyến khích ai phải chịu nghèo khó chính đức phật khen ngợi những người làm giàu một cách chân chính bằng trí tuệ và năng lực của mình rồi còn biết sử dụng tài sản đó để lợi mình lợi người một cách hợp tình hợp lý vậy nguyên nhân thực sự của nghèo khó không phải vì giáo lý vô ngã của nhà phật nhân đây tôi xin đưa ra một bài gợi ý để chúng ta cùng suy ngẫm hơn là vội vàng kết luận nghèo khó có thể phát xuất từ nhiều nguyên nhân khác nhau tùy từng trường hợp như vì lười biếng, thiếu nỗ lực hoặc thiếu ý chí tiến thủ. Vì không có điều kiện thuận lợi để làm giàu như năng lực phương tiện vốn đầu tư vân vân Vì bị các nước đế quốc thực dân chào mạnh xâm lăng, cai trị bốc lột cướp đoạt. Vì người thật thà chất phát đã bị những người giàu có bất lương, cường hào ác bá đẩy vào chỗ khốn cùng vì lương tâm không cho phép làm giàu bất chính. Vì đánh giá sự giàu có tinh thần, trí tuệ, đức hạnh cao hơn sự thịnh vượng vật chất, tài sản, địa vị. Vì đánh giá đời sống an bình hạnh phúc hơn là sở hữu tài sản vân vân. Vậy tại sao chúng ta không đặt câu hỏi ngược lại để xét xem, bên cạnh những cống hiến khoa học và cung ứng tiện nghi vật chất, sự giàu mạnh của các nước phương tây có thực sự đem lại hạnh phúc cho nhân loại không hay chính vì cố làm giàu mà các nước công nghệ tiên tiến đã trở thành thủ phạm hủy diệt sự sống trên trái đất chúng ta xin bạn chiêm nghiệm thật kỹ lưỡng về điều này